Hello chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo LG. Ở tập trước, La Phong đã thành công đến được Thái Sơ Cung Vực và bước vào giai đoạn tu luyện sâu hơn theo bí pháp thời không thí bút. Với sự tiến bộ vượt bậc, anh đã học hỏi được hơn 3.000 loại bí pháp, đưa bản thân lên tầm cao mới. Theo trailer của tập 149, La Phong bắt đầu thử thách tại Hải Vực Ảo Cảnh. Song song với đó, hai nhân vật quan trọng là Từ Hân và Lôi Thần đã hy sinh trong hoàn cảnh đầy bi thương. Đồng thời, La Phong đã đưa ra quyết định lớn khi mà chọn nhiệm vụ tại Huyết Lạc Đại Lục. Hãy cùng với LTG đi phân tích nội dung của Thôn Phệ Tinh Không tập 149 trong video ngày hôm nay em nhé. Trong trailer có thể thấy rằng, La Phong đang kiên trì rèn luyện tại Thái Sơ Không Vực. Để nhanh chóng gia tăng sức mạnh, anh đã sử dụng buồng dinh dưỡng với mục tiêu đột phá từ vũ trụ cấp 1 lên vũ trụ cấp 9. Tuy nhiên ngay lúc đó, anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ vợ của mình là Từ Hân. Cuộc gọi mở ra với cảnh tượng đáng sợ. Tổ mẫu của tộc côn trùng trên trái đất bất ngờ bùng nổ. Những luồng khí độc trước đây chỉ là dấu hiệu cảnh báo. Nguy hiểm đột ngột xảy ra đến khi La Hoa, em trai của La Phong, bị chiến binh của tộc côn trùng bắt đi, sống chết chưa rõ. Trong khi đó, Lôi Thần chiến đấu kiên cường nơi tiền tuyến, thế nhưng không may bị bao vây bởi hàng loạt chiến binh tộc côn trùng. Thậm chí Từ Hân cũng không thể thoát khỏi bi kịch này, cuộc gọi bị cắt ngang trong tuyệt vọng. Tuy nhiên đây không phải sự thật mà chỉ là nội dung bổ sung do đội ngũ làm phim sáng tạo, mang đến những tình tiết kịch tính hơn. Trong nguyên tác, phần này chỉ được lướt qua ngắn gọn với việc La Phong bước vào Hải Vực Ảo Cảnh. Thế nhưng hoạt hình đã thêm nhiều yếu tố hồi hộp và đau đớn để khắc họa rõ nét hơn tâm lý nhân vật trước khi mà La Phong đối mặt với thử thách thực sự. Tại Thái Sơ Không Vực, các thiên tài có nhiều lựa chọn để rèn luyện, bao gồm vượt cầu thông thiên, thử sức tại Hải Vực Ảo Cảnh, tế đàn bất hủ hoặc là tham gia các nhiệm vụ tu luyện. Trong số đó, hầu hết các thiên tài đều ưu tiên thực chiến, bởi chỉ trong hiểm nguy tiềm năng mới được kích phát và năng lực mới tăng trưởng nhanh chóng. Các phương pháp rèn luyện nhẹ nhàng không còn phù hợp với La Phong. Để nhanh chóng đạt được sức mạnh có thể tiêu diệt tổ mẫu tộc côn trùng và bảo vệ trái đất, La Phong đã quyết tâm nhận nhiệm vụ tu luyện. Mặc dù Chân Diễn Vương và Ba Ba Tháp đã nhiều lần khuyên La Phong suy nghĩ thấu đáo hơn, thế nhưng anh vẫn kiên định với quyết định của mình. Nhiệm vụ tu luyện được chia thành 5 cấp độ với tỷ lệ tử vong tăng dần từ 0% đến 90%. Các thiên tài như Nhung Quân hay Vuka lần đầu nhận nhiệm vụ thường chọn cấp độ khó với tỷ lệ tử vong chỉ 20%. Thế nhưng La Phong thì khác, anh chọn ngay cấp độ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong là 50%, thậm chí còn quyết định nhận nhiệm vụ tại Huyết Lạc Đại Lục. Theo trailer, những hình ảnh đầu tiên về cư dân bản địa tại Huyết Lạc Đại Lục đã được hé lộ, báo hiệu một hành trình đầy kịch tính và bất ngờ. Khi mà La Phong chọn nhiệm vụ tại Huyết Lạc Đại Lục, hệ thống đã đánh giá rằng tỷ lệ tử vong của anh lên tới 70%. Công ty vũ trụ giả định đã đưa ra cảnh báo. Thế nhưng mà La Phong vẫn kiên quyết. Điều này không chỉ bởi quyết tâm của anh mà còn vì anh sở hữu 3 phân thân, cho phép La Phong có thể tránh được nguy cơ mất mạng ngay cả khi một phân thân bị tiêu diệt. Để phù hợp với môi trường tại Huyết Lạc Đại Lục, La Phong phải cải trang và thích nghi với phong cách sống ở nơi đây. Trailer hé lộ rằng La Phong đã khoác lên trên mình một bộ áo giáp hoàn toàn mới dành cho phân thân ma sát tộc. Bộ giáp đen mạnh mẽ từ mũ bảo hiểm đến từng phần giáp trên cơ thể đều toát ra vẻ lạnh lùng, uy phong và đầy bí ẩn. Ngoài ra, La Phong đã thay đổi vũ khí, anh không sử dụng diễn thần binh nữa mà chuyển sang một thanh trường đao kết hợp với một chiếc khiêng. Tổng thể tạo hình vừa mạnh mẽ vừa thu hút, hứa hẹn một La Phong đầy bùng nổ trong những trận chiến sắp tới tại Huyết Lạc Đại Lục. Những diễn biến mới trong Thôn Phệ Tinh Không đang ngày càng hấp dẫn với nhiều tình tiết kịch tính, tạo hình nhân vật đẹp mắt và những lựa chọn đầy nguy hiểm của La Phong. Vậy bạn có đang mong chờ bản điện ảnh về Huyết Lạc Đại Lục ra mắt hay không? Hãy để lại bình luận để cùng thảo luận các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.